Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay thì em sẽ quay trở lại và sẽ có một cái video đánh giá chi tiết cho mọi người về hai sản phẩm có thể nói là gây ra rất là nhiều tranh cãi trên thị trường. Đặc biệt là với cái phân khúc đồ giải mã dành cho cái bộ dàn tầm trung bình khá một chút, và chúng ta mới bắt đầu đi sâu vào chuyên nghiệp hoặc là tìm hiểu những cái sự khác nhau, những cái sự mới mẻ của những cái dòng đáp DAC và khác biệt với những cái dòng đồ giải mã chạy mạch chip, tức là có chip giải mã, có ôm âm khuếch đại, thì chúng ta sẽ quay trở lại với hai mẫu đồ giải mã. Ở đây chúng ta có hai dòng đáp chạy mạch R2R có thể nói là nổi tiếng nhất của cái hãng này. Và hai dòng đáp này thì trên thị trường quốc tế đã có chỗ đứng nhất định và có cái tiếng vang nhất định ở trên thị trường rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có là phiên bản Dana Strip RS2. Và RS2 này là một RS2 kỷ niệm 12 năm của hãng, có nghĩa là nó là bản RS2 12TH. Đó. Và bản 12TH này nó mới ra mắt, tuy nhiên là nó sẽ nâng cấp cho cái phiên bản RS cũ. Và RS cũ thì RS2 lần này sẽ có những cái trải nghiệm mới hơn, đặc biệt là sẽ có cho chúng ta thêm cái hiệu năng về cổng IES phía sau. Đây, hãng người ta đã dùng cái con tem để dán lại rồi. Cái khoe nguồn cũng vậy. Khác với phiên bản RS trước không có IES thì đã tăng cái hiệu năng lên cho người ta sử dụng và cho chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn. Và có một cái băn khoăn là so với một cái phiên bản ở trong cùng một cái phân khúc giá là Musician Pegasus, đây cũng là một cái dòng đáp rất là mạnh. RS2 thì được mọi người ví von là đánh giá nó tốt nhất ở trong cái phân khúc 1.000 đô. Tuy nhiên là với Musician Pegasus thì hãng lại tung ra một cái slogan là được đánh giá hay nhất trong phân khúc 2.000 đô. Có nghĩa là nó sẽ loanh quanh đâu đó khoảng trên dưới 40 triệu Việt Nam trở lại đây. Đó là đáp R2R nhé. Vậy thì để làm rõ cái thông tin này, hôm nay chúng ta sẽ cùng so sánh chi tiết hai sản phẩm này. Đây đều là những dòng đáp chạy mạch R2R. Và đặc thù của những dòng đáp chạy R2R thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là mới, rất là lạ. Và ưu nhược điểm của R2R thì em cũng sẽ chia sẻ với một chút cho mọi người biết nhé. Vậy thì chúng ta có những cái dòng giải mã R2R này sẽ có những ưu nhược điểm gì? Với R2R thì mọi người biết là nó sẽ giải mã không theo một cái tiêu chuẩn về mạch Delta Sigma, giống như là chúng ta sẽ phải có chip giải mã này, rồi sau đó sau khi giải mã xong thì sẽ chuyển đổi sang bộ khuếch đại bao gồm ô bang khuếch đại và cho xuất ra tín hiệu đầu ra. Tuy nhiên với R2R thì chúng ta không dùng chip mà chúng ta thay vào đó là sử dụng luôn trực tiếp các cái thang điện trở riêng biệt đó, và mỗi điện trở riêng biệt sẽ xử lý một cái bit dữ liệu khác nhau đối với âm thanh. Và khi mà chúng ta thấy rằng là cho một cái bit dữ liệu chẳng hạn như cái đầu giải mã có thể xử lý một cái file nhạc 24 bit chẳng hạn, thì sẽ có từng bit một và xử lý giống như chúng ta đang làm việc trong một cái môi trường người ta gọi là chuyên môn hóa. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được là các cái phương án giải quyết nó triệt để hơn, nó gọn hơn. Và đương nhiên và khi mà chúng ta chuyên môn hóa như vậy thì chúng ta cần phải đòi hỏi cái kỹ thuật cao hơn. Đấy, cái kỹ thuật cao hơn. Chính vì vậy nên là thường những cái bo mạch mà chạy DAC R2R nhìn rất là khủng và nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp. Lát nữa thì em sẽ cho mọi người xem main mạch của cả hai chiếc đầu giải mã này, để cho chúng ta tiện thì sẽ có một cái so sánh luôn để xem là liệu hai cái thương hiệu này thì anh nào làm mạch đẹp hơn, anh nào làm mạch chỉn chu hơn, hay là linh kiện của anh nào tốt hơn, thì chúng ta sẽ đánh giá luôn. Đấy, và vì mà dùng nhiều điện trở như vậy dẫn đến là việc như thế nào? Vì chúng ta dùng nhiều điện trở như vậy dẫn đến là việc cái dòng điện ở trong một cái thiết bị ở DAC R2R lúc nào nó cũng phải đòi hỏi tính ổn định rất là cao thì mới hoạt động được. Chỉ cần dòng điện không ổn định là sẽ không kích hoạt được cái tính năng này và sẽ làm dữ liệu bị sai lệch rất là nhiều. Chính vì vậy nên là bên trong một cái DAC R2R lúc nào cũng sẽ có là cái phần mạch đồng hồ Oculus để ổn định dòng này, hay là những bộ DDC tích hợp nhỏ bên trong này. Chính vì vậy nên là mọi người để ý thấy những cái hãng nào mà có cái thiết bị DAC R2R thì thường họ sẽ thiết kế luôn những cái thiết bị khác đi kèm, như là DDC hay là các thiết bị đồng hồ rồi tích hợp vào đấy, chứ không đơn giản chỉ là music server và DAC nữa. Đó là cái hay của R2R, mà khi mà chúng ta chơi R2R rồi thì chúng ta sẽ cầu kỳ hơn về cái chất lượng âm thanh, tức là âm thanh nó nghe nó sẽ thật hơn, nó không bị kỹ thuật số giống như là việc xử lý chip mà nhiều người vẫn đánh giá là nó cứng nhắc, cái tiếng âm thanh nó cứng nhắc và nó chi tiết quá, nó lạnh quá. Thì với R2R thì sẽ có những cái trải nghiệm nó mềm mại hơn này, nó ấm áp hơn, tiếng thật hơn và cái không gian nó
nó rộng hơn, nó cảm giác như chúng ta đang ngồi trước cái ca sĩ đang hát đấy. Và đương nhiên là cái sự sự rõ ràng đấy nó còn phụ thuộc vào cái chất lượng giải mã và cái setup căn phòng của chúng ta nữa, và một chiếc đác thì nó không thể đánh giá được toàn bộ như vậy. Đấy là cái tượng trưng thôi đó. Và ưu điểm của những dòng driver này thì âm thanh có độ chân thực này, và tốc độ giải mã thì thường nó sẽ cao hơn, nó không phải chuyển đổi qua chuyển đổi lại nhiều nên là cái độ delay của nó cũng ít hơn đấy, và có cái độ ồn và độ méo tiếng cũng rất là thấp đấy, chúng ta sẽ thấy. Và tuy nhiên là có một cái nhược điểm là vì nó là xử lý toàn bộ bằng các cái điện trở, nên là cái nguồn điện đầu vào này rồi là cái khả năng hoạt động thì còn khá là phụ thuộc vào cái nguồn điện đấy. Ví dụ như mọi người sử dụng những cái đầu giải mã này có cái dòng điện nó không ổn định, hoặc là thường thì chúng ta sẽ phải chạy DAC R2R này sẽ chạy hay nhất khi mà chúng ta kích hoạt nó ở một cái thời gian nhất định, chẳng hạn như với con Musician Pegasus này là khoảng 300 giờ chẳng hạn, để chúng ta nghe được cái độ mềm mại nó bắt đầu kiểu như chúng ta gọi là nó khởi động, nó làm cho nóng người, giống như trước khi mà chúng ta muốn vào sân để chúng ta đá một trận bóng thì chúng ta sẽ phải khởi động ở ngoài. Đây là một cái lưu ý đối với những dòng DAC R2R. Và về hiệu năng cơ bản của hai dòng này thì bây giờ em sẽ so sánh một chút. Với DAC Pegasus thì chúng ta sẽ thấy là cái thiết kế của nó nhìn thì có vẻ châu Âu hơn, đúng không ạ? Nhìn rất là châu Âu. Em sẽ nhấc nó lên cho mọi người xem này. Thiết kế rất là châu Âu và có vẻ như là nó sẽ chắc chắn hơn. Chắc chắn hơn. Và các cái thanh nhôm thì đúc dày, chắc chắn. Đấy, thiết kế châu Âu hơn cho chúng ta cái sự tối giản. Và mọi người, em để màu đen cho nó dễ nhìn thôi. Thật ra cái màu bạc của nó thì nhìn nó sẽ có một cái độ sắc nét hơn để mọi người nhìn rõ hơn. Trên ở ngoài thực tế, còn trên video thì em sẽ để màu đen. Và hơn nữa là vì Dynatrip RS2 chưa có màu bạc. Này, ở đây chúng ta thấy này. Đó, thiết kế của Dynatrip thì nhỏ hơn một chút. Đấy, kích thước bé hơn một chút và cái trông có vẻ là mỏng hơn. Đó, Dynatrip. Còn về hiệu năng về đầu vào, đầu ra thì sao? Em sẽ đánh giá sơ lược qua cái hiệu năng. Cơ bản chúng ta sẽ có một phần nguồn điện áp đầu vào mà bất kỳ con DAC nào cũng phải có rồi. Cổng input để nhận tín hiệu kỹ thuật số thì chúng ta sẽ có cổng USB, cổng AES, cổng optical, cổng coaxial và cổng tín hiệu IES, I bình phương S hay là IES. Đó, cổng ra thì sẽ có là cổng AV và cổng ba lần. Đó là về cơ bản hiệu năng gần như là đầy đủ của Musician Pegasus, thiếu duy nhất cái Bluetooth. Tuy nhiên là nếu như chúng ta chơi chuyên nghiệp thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nhìn đến cái tính năng Bluetooth rồi. Đó. Tiếp theo nữa ở đây thì chúng ta sẽ có là RS2 12TH. Vì là lần này đã được nâng cấp lên cổng IES rồi. Ở đây chúng ta là cổng IES nhé. Hãng bịt lại nên em cũng không mở ra nữa. Vì là cái sản phẩm thì chúng ta nên để một cách niêm phong mà nó mới nhất, tôn trọng người tiêu dùng một chút. Đó, em sẽ không mở ra. Ở đây thì chúng ta có input là USB, IES, cổng quang optical và cổng đồng trục coaxial. Và chúng ta thấy rằng là với phiên bản RS2 bản thường thì sẽ không có cổng đồng trục IES này. Đó, không có, em xin lỗi, sẽ không có cổng tín hiệu IES này. Mà với bản 12TH thì đã trang bị. Tuy nhiên là so với Musician Pegasus thì chúng ta vẫn đang thiếu cổng đồng trục IES nha. Nó đó. Và đường ra thì cũng có đường ra XLR cân bằng và đường ra AV unbalanced là không cân bằng. Về hiệu năng cơ bản thì chúng ta thấy là nó khá là thông dụng vì cổng AES thì cũng không có nhiều người dùng lắm, nên là tạm thời đánh giá thì chúng ta sẽ có Pegasus nhỉnh hơn một chút về ngoại hình cũng như là hiệu năng. Và cái phần quan trọng chúng ta cần quan tâm đó là main mạch. Main mạch thì sao? Main mạch thì bây giờ em sẽ cùng mọi người khám phá chất lượng main mạch của hai sản phẩm này nhé. Đó, trước mắt mọi người bây giờ là main mạch của phiên bản Musician Pegasus. Chúng ta sẽ tham quan một chút, mọi người thấy không? R2R chúng ta khi mà mở mạch ra thì ta sẽ thấy một cái bo mạch thật sự rất là chất lượng với tụ rất là dày này. Đấy, một cái bảng mạch có luôn cả nguồn xuyến tuyến tính cách ly này. Có một cái biến áp cách ly nhỏ ở trong nữa. Đấy, để đảm bảo cho chúng ta cái dòng điện nó phải ổn định, lúc nào nó cũng phải ổn định thì nó mới chất lượng được. Đấy, rồi chúng ta thấy cả cầu chì, chúng ta thấy cả tụ, chúng ta thấy các cái con trở dày đặc ở một cái bo mạch này. Và đây là thang điện trở của R2R. Mọi người thấy không? Các thang điện trở được xếp rất là đều nhau và những thang điện trở này sẽ đóng vai trò thay thế cho những con chip giải mã đối với những dòng DAC mạch Delta thông thường. Đấy, và để cho những cái bo mạch này hoạt động một cách mượt mà trơn tru thì chúng ta sẽ có những cái
Thì còn chip điều khiển vi mạch Antera, ở đây chúng ta có bản Cyclone thế hệ thứ tư, và trên con Pegasus này thì có tận 2 con. Đấy, mọi người sẽ thấy cái dòng chip xử lý cái mạch này nó ở rất là nhiều những cái con DAC. Ở đây thì chúng ta sẽ có tụ là tụ Wima, một dòng tụ high-end đến từ Đức. Tụ Wima này thì mọi người sẽ thấy ở rất nhiều những cái thiết bị giải mã chất lượng. Đây, em sẽ cố gắng để lấy nét, vì là cái chữ điêu khắc vào tụ nó không được rõ nét lắm, nên là em sẽ cố gắng lấy nét cho mọi người nhìn thấy cái chữ Wima. Thì chúng ta thấy là trên con DAC này có rất là nhiều tụ Wima nha. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, cái dòng chữ Wima. Đấy, nó sẽ hơi bé một chút, nên là mọi người thông cảm giúp em. Đây là tụ Wima để chúng ta thấy. Ở đây thì bên cạnh những con tụ này thì chúng ta sẽ còn một cái con chip STM, một cái con chip điều khiển tổng rất là chất lượng. Và tụ thì ở đây thì hãng cũng có sử dụng tụ Samwa nữa. Đấy, ngoài tụ Wima ra thì có tích hợp các cái con tụ Samwa đặt ở ngay luôn các cái dòng dãy tụ Wima này. Đấy, và những con tụ này thì nó rất là quan trọng, và nó sẽ đóng vai trò cực kỳ là cần thiết để một cái bo mạch hoạt động một cách ổn định và hạn chế các cái rủi ro tối đa cho cái bo mạch của thiết bị này. Chúng ta thấy là với cái mức giá chỉ chênh hơn các cái dòng chip Delta một chút thôi, mà chúng ta thấy là cái bo mạch của nó đầu tư rất là kỹ lưỡng và chất lượng, đúng không ạ? Từ các cái thiết kế các cái bảng mạch, rồi là một cái cục biến áp cách ly to đùng. Chúng ta sẽ thấy một cái cục biến áp cách ly này thậm chí có thể là tách ra là một cái biến áp cách ly rời cho bộ giàn đều được. Còn bên cạnh nó là hai cái cầu chì. Và đương nhiên rồi, hai cái cầu chì này cũng giống như việc là chúng ta sử dụng dòng điện ở nhà thôi. Nó sẽ đóng vai trò là bảo vệ thiết bị. Và mọi người hoàn toàn có thể nâng cấp cầu chì lên. Chúng ta hoàn toàn có thể mua những cái loại cầu chì high-end chất lượng hơn để chúng ta độ vào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với main mạch của DAC Ares 2. Em đã khui ở đây rồi. Ở đây chúng ta thấy là một vài cái vi mạch của Ares 2 chúng ta cũng sử dụng thang điện trở giống như là Pegasus. Tuy nhiên là ở đây bởi vì là cái không gian thiết kế bảng mạch nó hẹp hơn, vì diện tích máy của Ares 2 nhỏ hơn so với Pegasus, nên là chúng ta thấy là cái bo mạch có cảm giác như nó dày hơn. Ở đây thì cũng sử dụng chip STM để làm bộ vi điều khiển này. Đó, vi quản lý này chúng ta cũng có sử dụng con tụ Wima ở đây. Đấy, chúng ta cũng có tụ Wima, nhưng số lượng tụ Wima thì ít hơn. Số lượng tụ Wima rõ ràng là ít hơn Pegasus một chút. Đấy. Ở đây thì ngoài tụ Wima ra thì chúng ta sẽ thấy với cái phiên bản Ares 2 này có thêm một cái khay tản nhiệt. Đây, có thêm một cái khay tản nhiệt bằng nhôm rất là bé ở đấy. Có thể là do DAC hoạt động với công suất nhiều hơn, nóng hơn. Đây, ở đây thì chúng ta có một cái biến thế cách ly. Và cục biến áp này to hơn của Pegasus nha mọi người. Cục biến áp này lại to hơn của Pegasus. Nó có một cái hay là như vậy. Ở đây thì chúng ta không nhìn thấy cầu chì. Tuy nhiên nó sẽ được gắn trực tiếp luôn vào bo mạch rồi. Chúng ta chưa nhìn thấy cầu chì ở trên này. Và với một cái bảng mạch như thế này thì nó cũng sử dụng con chip Antora Cyclone thế hệ thứ tư. Tuy nhiên là với Ares 2 thì sử dụng một con thôi, không như là Musicon sử dụng hai con cùng một lúc. Đấy, về bảng mạch của Dynatrip Ares 2 thì chúng ta nhìn thấy khá là tương đồng so với Musicon Pegasus. Đấy, nên là cái việc mà chúng ta đặt lên cái bản cân so sánh giữa hai cái thiết bị này cũng thật sự rất là khó nha mọi người. Và Ares 2 thì sử dụng ngoài tụ Wima, chúng ta có tụ của 4Audio. Đấy là toàn bộ tổng quát cái bo mạch của hai sản phẩm này mà mọi người có thể tham khảo nha. Bây giờ quan trọng nhất thì chúng ta sẽ cùng so sánh chất lượng âm thanh của hai chiếc đầu giải mã này, để xem liệu đâu là cái sản phẩm mà chúng ta có ấn tượng hơn nha mọi người. Thank you.
ngắn chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, chưa huân lối đi. Đêm đêm em nhắn gió, gửi mây về cho anh, trao cho anh tiếng hát mình thương nhau ngày ấy. Nhưng nay ta xa rồi, mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm, sao thương còn hoài, thương mãi một người. Là toàn bộ những cái trải nghiệm mà em muốn gửi đến mọi người về hai sản phẩm này, đó là Dark Musician Pegasus và Dark Tenatrip RS2 12TH. Vậy thì hy vọng là khi mà xem xong cái nội dung video này của em thì mọi người sẽ có những cái trải nghiệm nó chân thực nhất về những sản phẩm audio nói chung hay nói riêng là hai sản phẩm này. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá mọi người cảm thấy chất lượng âm thanh của hai sản phẩm này cũng như cái khả năng tái tạo của nó như thế nào thì mọi người hãy có thể là comment bình luận ở dưới cái video mà em đăng lên này như thế này nha mọi người. Đó, và nếu ai có nhu cầu quan tâm về những cái đầu giải mã phân khúc như Denafrip, em có thể là phân phối cho mọi người rất là nhiều dòng của Denafrip, có những sản phẩm như là Bontus 2 12TH hay là Terminator Blood thì em cũng có hàng nha mọi người. Đấy, nếu có thời gian thì em sẽ làm nhiều video clip hơn, hay là Pegasus hay thậm chí là Aquarius thì em cũng có hàng, nhưng em sẽ sắp xếp thời gian cố gắng để quay thật nhiều video cho mọi người. Đấy, tại vì là thường thì ở phân khúc này mọi người đều sẽ có những cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật riêng cho mình rồi, nên là thi thoảng nếu mà rảnh thì em sẽ sắp xếp và nhất định sẽ quay cho mọi người kỹ hơn về các cái mên mạch cũng như là cái cách chơi những sản phẩm cao cấp này. Còn chủ yếu nhà mục tiêu của em vẫn hướng đến là khi mà em muốn làm những cái mẹo chơi thì thường những cái khách hàng ở phân khúc thấp hoặc là những người mới chơi mới cần chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Còn những người mà ở phân khúc cao và đã có nhiều năm trong cái việc chơi audio hoặc là chơi cái nguồn âm thanh số này thì thường nó ở mức gọi là trao đổi cùng nhau, tâm sự chia sẻ nhiều hơn là hướng dẫn. Đấy, thậm chí có những khách hàng kinh nghiệm chơi của họ thậm chí còn nhiều hơn cả những người bán. Đấy là chuyện hết sức bình thường, bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm rất là nhiều rồi. Đấy là cái sự thật mà em cần chia sẻ với mọi người đối với hai sản phẩm. Và đương nhiên là với cái tầm mà như là Musician Pegasus hay là RS2 thì cũng chưa thể nói là thật sự chuyên nghiệp được. Ý em là những cái phân khúc cao hơn, đấy, những dòng R2R cao hơn như Terminator Blood chẳng hạn. Đấy, và đấy là những cái sự so sánh chân thực nhất mà em muốn
mọi người có thể biết về hai sản phẩm này, và giá của nó thì cũng sẽ rất là cạnh tranh nha mọi người. Pegasus thì tại Bảo Tín đang có giá là 25 triệu, còn Denatrip RS2 12TH thì em đang có giá là 24 triệu 500. Vậy thì hai sản phẩm này khi mọi người mua hàng tại Bảo Tín, mọi người sẽ được những cái hậu mãi như thế nào? Đầu tiên em sẽ cam kết cho mọi người là sản phẩm mới và chính hãng 100% đó, và bảo hành với Pegasus là 12 tháng, còn với Denatrip RS2 là 3 năm, tức là 36 tháng đấy. Hỗ trợ đổi mới trong vòng 15 ngày đầu tiên nếu có bất kỳ trục trặc gì, em xin lỗi, 1 tháng đầu tiên nếu có bất kỳ trục trặc gì đến từ nhà sản xuất, và trong 15 ngày đầu tiên nếu mọi người muốn nâng cấp đổi mới lên sản phẩm khác, em đều có thể hỗ trợ mọi người. Và hỗ trợ mọi người copy nhạc miễn phí, dung lượng tối đa là 2T. Đó, đấy là những cái hướng dẫn mọi người set up các phần mềm cài đặt như là Zsilver, Fubar 2000, hay là những cái trình cài đặt với bất kỳ một cái thiết bị gì, driver liên quan đến các cái dòng này, để mọi người có thể chơi chuyên nghiệp hơn. Đó là những cái hậu mãi của Bảo Tín Audio. Ngoài ra thì em có tặng kèm tài khoản QR Boot 3 tháng và thay đồ 3 tháng nếu chúng ta có nhu cầu quan tâm đến những sản phẩm như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.